Lan Trung Phú tập 22 nhưng say lại gọi điện cho Hiếu, Hoài lo sợ mất chồng. Lan Trung Phú tập 22 nhưng say rượu lại gọi điện cho Hiếu để tâm sự, Hoài sợ mất chồng như chơi. Lan Trung Phú tập 22 bị bồ đá nên Nhung Phương Anh chán nản, tìm đến rượu để giải sầu. Mỗi lần say, cô lại gọi điện cho Hiếu, Duy Hưng để tâm sự chuyện buồn. Nhung nói, em buồn lắm nhưng mà em không có bạn, cũng chẳng biết phải gọi cho ai cả. Hiếu đáp, tôi bảo cô bao nhiêu lần rồi, cứ buồn là đi uống rượu, còn ra hệ thống gì nữa. Tôi không biết cô đang gặp chuyện gì nhưng người cần gọi bây giờ là anh trai cô gọi cho tôi làm gì. Tuy thế, Nhung cho rằng cô không muốn nói chuyện với anh trai mà chỉ muốn tâm sự với Hiếu. Thấy chồng cứ lao vào giải cứu Nhung hết lần này đến lần khác, Hoài Trần Vân tủi thân, ghen tuông ra mặt. Hoài khóc lóc, tâm sự với vợ chồng đến khi thấy chồng dây dưa với Nhung. Hoài kể, con đấy chẳng phải là ngoan hiền gì. Lúc nó bị đánh ghen chẳng hiểu sao lão chồng em bị nó cho ăn bù mê thuốc lú gì, cứ lao vào giải cứu. Thấy Hoài nói quá, Mến khuyên, Hoài ơi, cô làm quá rồi đấy. Thằng em anh nó không có cái tính giàu đổi bạn sang đổi vợ như cô nghĩ đâu. Thế vậy, Thương cũng khuyên nhủ Hoài, đúng đó, chú Hiếu là người thế nào, anh chị với em là người rõ nhất. Thời buổi này mà tìm được người như chú Hiếu là khó lắm, chắc chắn là hiểu lầm, tại em nghĩ quá thôi. Tuy nhiên, Hoài cho biết chỉ vì ga lăng với Nhung mà Hiếu phải ngồi đồn công an mất một đêm, làm sao mà lầm được. Cũng trong tập này, Hiếu Duy Hưng hết lòng chăm sóc vợ, ở nhà nấu đồ ăn ngon cho cô ăn. Hiếu gọi điện cho vợ, mình ơi, chiều nay về là có món bồ câu hầm hạt sen nhé, cá hay chim tớ hầm được hết. Đó là nghề gia truyền của tớ rồi mà. Hồi bà Thương chữa đứa thứ hai, tuần nào ông Mến chả thịt cả lòng bồ câu. Thấy chồng quan tâm, Hoài đáp, thôi anh ngủ đi, không tối đi làm lại mệt đấy. Thôi em vào làm đây. Vừa cúp điện thoại với chồng, Hoài lăn ra ngất xỉu tại nơi làm việc. Mến sẽ nói gì với Hiếu về chuyện dây dưa với Nhung? Diễn biến chi tiết phim Lan Trung Phú tập 22 sẽ lên sóng tối nay, ngày 29 tháng 8 trên VTV1.